Rồi, ba anh em bên chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Có đôi cái dừa kìa nha, thấy ghét không? Anh em đi hái một ít dừa nha. Hôm nay thì Vinh có món sườn làm cho hai anh em dùng nha. Nay thì ba anh em Vinh có quà. Nhưng mà Vinh giấu rồi, chút xíu vô hai Vinh hai đưa cho hai anh em nè. Này có cô lì xì cho mấy anh nè, mấy anh em nè, có cô rồi, có anh nữa. Có lì xì. Nay mình quay lại tới hơn rồi. Mình lì xì rồi. À, chiều bên tính đen qua đưa cho hai anh em thôi, nhưng mà đi ngang thì thấy được có miếng sườn còn ngon quá nên Vinh mua luôn. Sẵn ăn món ngon rồi có quà nữa cho nó thêm nhìn chú Kha thể hiện là con nè, cho nó thêm vui. Chú Kha mà ở dưới dặn đường mày đặt leo leo thì ghét gì chứ. Đó là mình vậy, cái quà vừa vậy là cái tái nào mà tao mua buồn, tái nào nào nhất. Đúng rồi. Vậy là cũng biết. Đúng là dân của ta. Thôi con xuống để chú ba dặn cho khỏe của mình ơi. Đừng kéo, gãy cổ. Gãy cổ là hư luôn buồn dừa con. Gãy cổ buồn dừa. Trời chú Kha, không nên gãy tay con nè. Tết năm nay anh em có lì xì luôn nè. Lì xì ra. Chút xí vô lúc ăn đi. Giờ là món xong đi rồi hay chứ. Đâu có nhọt đâu nè. Rồi. Bốn tí dừa cả nhà. Dừa này. Dừa này dừa gì da người ta, dừa sim da lục hả? Sim da lục hay. Dừa này thêm này ngọt nó lắm á. Ngọt luôn cả nhà. Nó đẹp quá. Nó ngọt mà nó không bự bằng dừa sim của mình. Dạ, đúng rồi. Trời hơi vơ thôi. Rất là ngọt nha nè. Nó có nó nhỏ 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 này mà nó màu đậm hơn vậy, nó rất là ngọt luôn. Dừa sim da lục. Bỏ kêu. Bên hỏi này Vinh sẽ cho hai anh em ăn sườn non kìa nước dừa. Okay, sườn non kìa nước dừa với bên hỏi nha, nè bên hỏi. Sườn non kìa nước dừa. Đây là dao mà Vinh mua sẵn hết rồi cái nha. Đây là miếng sườn. Miếng sườn là đúng 100.000 luôn nè. Không biết anh có bớt không ha, anh tính cho chẳng không à. Đây là dao anh em mình mua luôn nha cái nha. Dao mới. Cái này không phải là dao nhà cũng có nhưng mà lưu thương nó chưa có nhiều nên anh em để dưỡng cho nó nhiều cho nó đẹp với cái nhà nên Bình mua luôn hai chiếc gà chua hai trái dưa leo cái cải nè rồi kiếm anh hỏi đặt chưa ha, đặt chưa ha, đặt xong gửi đi rồi đợi hai xử ra. Ok, hôm nay có lì xì luôn nè, lì xì của anh gấu với một người chị nữa. Anh nay anh lớn lì xì cho mấy lì xì em nhỏ cho... Chào cùng mình với hai anh em, tóm lại lì xì cho ba anh em. Dạ. Lì xì. Xin chào cả nhà nha, bây giờ thì tới chuyện của Vinh. Hai anh em hái dừa, giờ tới Vinh là nấu nha cả nhà. Hôm nay thì cho mấy anh em ăn sườn khìa, lâu cũng rồi không có ăn món khìa. Bữa nay thì cái này là vô tình Vinh đi ngang thấy được miếng sườn thôi nên Vinh mua miếng sườn này qua. Tính chiều qua đem qua cho hai anh em thôi nhưng mà thấy miếng sườn ngon quá. Thấy có thêm một món ăn nữa cho nó cũng như nó vui vui trọn vẹn vậy đó. Nó vui càng vui hơn. Bây giờ thì Vinh chặt cái miếng sườn ra cái đây. Sườn non nha, giới bên non luôn á. Không có non dữ. Dạ non lỡ. Sườn non. Dạ kêu non lỡ. ba cây rưỡi chứ. Sườn mà ba cây rưỡi chứ không được 4 cây nữa. Chợ chiều hôm nay chủ nhật nữa cái nhà nên nó chợ hơi ít, thường người thứ bảy mấy ngày trong tuần nó nhiều lắm. Mình sẽ ướp nó thôi. Thôi vậy bên bẻ sườn nhìn thấy nhỏ nhỏ mà chặt ra cũng quá chừng này nè chứ đâu ít hả. Này anh em mình ngượng chụp cục lo mà cạp nè con mình, chú Vinh lấy rồi nè con. Đây nè tỏi ớt ngủ dừa cho thêm miếng này nữa vô cho nó đậm vị. Muối nè. Cái kìa nước dừa này em thấy anh hai làm tỏi nhiều. Nãy hay ghét hết tỏi luôn á. Hồi cái đầu cái nước dừa nó kẹo lại tỏi nó cho thêm đã. Nữa. Cái sạch sạch đó phải không? Dạ, yeah, cái tinh tí nằm đó đó. Đúng. Cái này thì bên ướp ít thôi. Thì chút xíu nước dừa mình sắc lại á nó còn ra màu nữa cái nha. Lên sườn này cho ăn sườn ăn thịt heo một bữa này là lót đẻ không câu vậy chứ cái này mà một hồi á mình gót cái nước sốt lên á dính lại cuốn lại là hơi bị ngon đó nha.
Đứng dưới Slat à, slat nằm dưới. Để nằm dưới. Cái hầm dưới luôn hả? Thì có nghiêng mình để cái khoảng này thôi, coi như cái này là lóc dĩa thôi. Mình cho nó lên cái dĩa, cái chảo xào ấy mới được. Còn đây hai chỗ này vô đây nè. Cái này là để hai mình để giờ vẫn mất tiêu rồi, bánh nổi. Là sườn thôi mình để riêng hả? Chúng nó nổi giữa. Giữa luôn hả? À. Rồi hiểu rồi. Cũng nhân. Nhân. Cho nó nằm nằm cay cay luôn được. Ông phải che củi đang trẻ ngoài kia kìa nha. Làm cái gì ta? Tiểu phu hả? Nhiều chứ bộ. Con kiếm này cũng màu đẹp ha. Mùi. Gì kia nó thấy gì ngoại vậy hả? Dĩ Minh. Trời ơi, gọi lỗi chúng mò đi con, lấy được cái kiều vàng á. Quá dữ. Này cái xăng này cứ cho cái người vô. Đổ dở lên quá trời lên rồi nè. Dữ kè nè. À nhìn qua cục thịt nó xăng là nhìn đã. Hấp kịp. Trời quan quên đi. Giữ cái đã. Xịt. Vừa này phải thở chút béo. Dạ. Tại nó nhỏ tái. Có không? Bỏ la quá trời luôn. Gì, không cho nó ăn hay gì? Chút nữa. Nó đói bụng hay gì vậy? Nó la dữ vậy? Nó kêu mẹ. Nó kêu mẹ cho nó ăn. Đói á. Cho nước vô đi rồi béo ra cho bò ăn. Dạ. Nông dân chăn bò. Cái gì? Dạ. Thôi nó kẹo lại cho nó đã luôn. Nó đậm đà luôn đó nha. Của mình nãy chặt củi nhiều mà sợ gì. Dạ. Nhà thằng bé mới dở chuồng dê nữa mà sợ gì. Ờ dở chuồng dê đó em nói hai mấy anh em mình chụm cả năm không hết luôn á. Nhiều lắm. Quá thì cây luôn mà. Từ từ thôi con đừng ngay quá uổng. Rồi chạy đi. Đây là công việc của bé mỗi ngày nè. Chiều ví dụ như tranh thủ làm clip với Vin á. Còn là chiều ở nhà thì kéo cỏ mấy bữa mà anh em đi đây đi đó thì kéo cơ bẫy. Còn ở nhà thì chiều nào cũng đẩy một xe cỏ gì cho bò ăn. Hôm nay em có cô Phần hai con chứ bò ăn. Của béo hai con, cũng như là tiền em nó dành dụm á. Rồi có mua hai con nữa. Của cô bẫy, của trong nhà và của cô béo nữa, nó bỏ ống nè. Ta bỏ ống heo, nó bỏ ống bò. Nó bỏ ống bự quá. Thanh niên chăn bò. Ừ, đúng rồi cậu. Mum. Nhà thì được 6 con. Bò của cô bé cũng mới đẻ nữa nè. Được 2 bò con cái nha. Chiều vừa tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn. Ví dụ làm để cho bên với bên lúc mà rảnh rỗi thì chạy đi cắt cỏ cho bò ăn. Cũng tranh thủ thời gian. Mấy buổi mà anh em bên chiều qua rồi tối là chiều qua nhưng mà tối thì làm á, chiều cô bé mới đi cắt cỏ lắm. Cái con của em thấy cưng lắm nha hang. Hang nó đi phân hang là nó đi một chỗ luôn, nó không dẫm lên đó luôn á. Né. Nó sợ. Này con bò bự này của cô béo này cả nhà. Em nó bò ống. Nó bò ống ống bò. Mình mới còn kiếm con gì vậy, bò ống với mình. Mình có bầy heo lên á. Bò ống heo, Mình thì bò ống heo, Bin thì bỏ vô mấy con ốc à. Gắn thì của hai anh em. Còn cái viên có mấy ốc bù mới nuôi đi à. Không có bỏ được ống con gì hết trơn á. Giờ chuồng bò cái nhà béo này kìa nha. Mâm. Để dành ăn nó nha Minh. Một ngày làm mấy xe cỏ á. Con bò thường thường là một buổi sáng là một xe này nè cái nhà. Nguyên bầy bò của béo á. Sáng là một xe, chiều một xe. Sáng là em nó dậy sớm đi cắt sẵn một xe rồi. Những ngày nào anh em đi 2-3 bữa thì phải nhờ đến cô ấy.
chiều phải dắt bò vô xổ mùng xuống không mấy mũi chích mấy em nó. Nè được mấy bò con nè, công việc hàng ngày của cô bé quá cả nhà, chăm sóc vườn dừa nữa. Vườn dừa thì đỡ cực hơn, bò thì cắt cỏ hai ba ngày hai bữa, hai lần. Được chưa? Hồi xưa cha có thêm một bầy dê nữa kìa. Trời ơi, kiếm cắt cỏ kiếm sản luôn. Chừng giờ chờ gã bầy dê rồi nên có cậu chậm. Thôi kệ cho bò ăn no đi, chút xíu tới ba anh em mình ăn. Phải dọn nữa. Dọn chứ để nó dặm vô. Thấp rồi đó. Kèo quá nè. Sắp tới rồi đó. Khúc này là khúc là nó dễ bị vàng và khét nhất này cả nhà. Tại vì bên ba anh em bên sử dụng bếp củi á, nó tè le hết á. Đó, đó. Rồi. Xì khối. Nhìn thử ra. Trời nó ngọt. Đó, cái gì căng gì vậy? Đó. Cháy cái bình luôn đi cô Minh ơi. Cho nó chán rồi. Mày mà từ chắc chịu rồi tới tối luôn. Hầm chưa. Càng ngày càng vàng ấy. Giờ càng ngày càng khác nè. Ui dạ, nữa. Nhanh quá. Văng đồ non. Cho mà qua thôi chứ trời gì nữa. Còn cái nước đó là để bên trang lên theo yêu cầu của cô béo. Hấm 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 là có cái để hấm miếng bánh hỏi đậm đà. Lên gạo chè tần đẹp quá em. Quá đẹp luôn. Mọi người làm, mọi người xem ủng hộ ba anh em mình này, cái qua cái ánh nhìn nên mình phải cố gắng làm cho nó hấp dẫn. Chất lượng thì mới có dịp ghé anh em mình mới được. Mới biết được. Kiểu này cho ngầu hai làm nhà hàng mấy sao được á mình? Tao hai mày phải làm 1000 sao tao mới làm. Chứ 1 2 sao là 5 sao không có làm. Không làm đúng không? Chú Vin là phải nhà hàng 1000 sao. Đúng. 1000 sao. Ok, việc. Thì mày bợ làm chứ tiền đâu làm 1000 sao. Đó mà ánh sáng này đủ. Âm thanh đâu? Âm thanh chưa có. Cái gì? Cái gì? Đây, con đây ha. Chị bà bay tỏ hai tỏ ăn gì chưa? Chưa. Có ăn gì đâu. Tổng lên đây luôn. Để dành bụng ăn này hả chú ra. Ok. Chú Minh có thông báo đâu mà để dành. Thôi lên mâm. Lên mâm. Lên bàn em ơi. Lên bàn Minh ơi. Lên bàn lên cục vàng ơi. Được không? Bây giờ trước khi vào bữa ăn. Trước khi vào món thì cái này là phần của cái này của anh Cường và một cô Diệp Phượng gửi cho lì xì cho ba anh em. Bin cũng có phần nữa nhưng mà phần cô bé với cô Minh thì Bin bỏ vô lì xì nha. Còn của Bin bỏ túi hút tiêu rồi. Cái này thì thay mặt anh Cường với Mì Tị gửi lì xì cho hai anh em. Nè, sắm đồ Tết nha cô Minh. Cái này là của anh Cường gửi nè. Dạ. Cái em. Cái này là của anh Cường nè. Rồi cô bác Cường, cảm ơn bác Cường không? Cảm ơn bác Cường. Rồi em cảm ơn anh chị. Còn cái này là gì? Của chị Phượng. Này. Này của mình. Nha. Cảm ơn cảm ơn. Ba anh em tụi em cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều nha, một người anh mà ủng hộ anh em bên xuống mấy năm qua. Tết anh có lì xì nữa, mấy dịp nào mà có ăn mừng nữa là anh đều muốn ba anh em ăn mừng với ảnh hết. Anh em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi em cũng cảm ơn chị Phượng rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thì để dành mua đồ Tết nha con. Cô vô lì xì sắp đồ Tết đó chứ đừng có sắp. Em nó có cái đam mê mua cần câu. Hôm bữa là anh luôn pin cho tiền mấy tháng á là xích tiền đi mua cần câu rất là nhiều luôn. Hôm nay đây là bữa ăn món ăn của Vin đẩy hai anh em đó ngăn ngày ba anh em mình có lì xì. Dạ. Thôi Vin mời cả nhà ăn cùng ba anh em mình nha. Vin mời cả nhà. Con mời cả nhà. Rồi Vin mời anh chị luôn nha, em mời anh Cường. Rồi dứt. Rồi. Đó, đây là dứt. Cái này là mấy anh em cứ tự xử đi. Này mạnh ai nó xử được mà. Dạ. Nhẹ nhẹ chú Kha tinh tí nó chảy á. Thì chảy không? Tiêu á. Chú Kha kẹp luôn à. Kẹp cái miếng cái một cái hương vị. Nè có lì xì Tết mà có được món ngon luôn. Vô.
Nay bữa làm bữa này không biết làm cạn đìa được không đây nữa. Ây da, con thịt nè, vàng tươi đẹp chưa? Cái này thôi em quấn cái này đi, thôi em lấy cái cục thịt em ăn sau đi. Chứ để cắn vô một cái, không biết sao. Không biết sao lừa lừa xương à. Trời ơi. Không biết làm tốt thì mình đói bụng quá tại cả nhà. Bụng quá bự. Chị tao không lột. Chị tao không lột. Ăn thì tới bến luôn á. Hai anh em này review cái gạo với bánh hỏi tướng rồi mọi người cả nhà ơi. Cái nước ngon quá. Nước ngon lắm, nhìn thấy ba bốn tới vừa thấy là tới bến rồi. Cà bụng thịt ra. Tới nhưng luôn á. Mềm. Có bốn tới vừa hả? Quấn một cục bỏ hậu không hết. Thiệt luôn á. Hai em ơi. Món này mình ăn bánh hỏi mình dám từ từ đi chơi một cái cuốn gì đâu mà muốn chán luôn á. Gì đâu không lậu. Muốn chán cái này chứ. Ông chơi quýnh kiếm nha chú à. Ông nhựa bánh hỏi mà dính như cái nước này thì ăn thiệt đã. Đứa nào nhanh tay thì ăn được phần trên có dính nước kia nha. Còn đứa nào không nhanh tay thì ăn phần dưới nha. Ai mấy miếng thịt á. Vừa quá vừa quá. Nhưng á, nhưng á. Nay vừa được đi xe, vừa được ăn ngon nữa. Để coi, để không biết tình hình trà đêm lúc dài năm nay có bán không hay gì hả? Anh em, Binh hay ba anh em đi sắm đồ Tết. Dạ. Nghe không? Đi sắm đồ Tết là tự lấy tiền mua nha. Bữa nay có lì xì mua đồ Tết rồi chứ chú Binh đừng có mua đâu nha. Ok không? Ok không? Ở đây chú Bin lớn nhất thì chừng nào hai anh em mình được lì xì. Có luôn á. Cứ làm đi, cứ làm đi, cứ làm đi để chú Bin coi tình hình cái đó. Trời dẫn em mới đi mua đồ Tết rồi bậy bạ chứ mày tự mua nha. Có anh chị có cho lì xì đồ Tết rồi đó. Chú Bin dẫn đi thôi. Chú Bin chở đi thôi. Nói chứ bữa nào chở em hai ba anh em đi sắm đồ Tết đi rồi đi ăn rồi đi dạ. Đây đi kia rồi nói mê mê làm tiền đi. Dạ, cái này dạ. Vui nha chứ lâu lâu ở nhà quanh quẩn đây hoài à giận muốn chết à. Hồi đó là nhỏ hồi nhỏ xíu rồi còn có lì xì cái đầu cái hồi lúc mừng lắm bây giờ là không ai lì xì hết trơn á. Hai năm nay rồi thôi mà chị là được lì xì hai lần rồi thôi mà giờ đầu quá. Năm trước cũng anh gấu lì xì anh em mình Tết nào anh gấu anh cũng lì xì anh em mình nữa cái nha. Cái chuyện anh Cường có chuyện gì vui gia đình nữa là đều chia sẻ với mấy anh em hết. Tiệc hay gì đó, sinh nhật ảnh đều ảnh đều cho anh em mình. Người anh, ba anh em mình mong gặp rất là lâu rồi mà chưa gặp được. Hồi đó về anh cứ liên hệ một lần rồi, hồi đó mà hai chưa có quyền quyết định gì hết trơn nên không có gặp anh được. Dạ, kiểu này mà bây giờ có quyền quyết định mà dịch anh chưa về được. Bác Cường về cho bác Cường bay mương. Đó, chú Cường nhắc hoài luôn á. Ra về nó mà kêu tôi đi bay mương mà hết lần rồi chứ cho mấy cường ba mươi mới được rồi dứt đi tiếp đi ngon quá giờ bỏ máy xuống luôn nè dứt luôn nè chà chua hai nói sao mày quấn đi chú quấn nếu hai này em quấn tôi nghe luôn á rau khó quấn quá từ rau luôn quấn cục hai bát có bánh tán nữa có quấn được nhưng mà bánh tán thì quấn thịt vô đâu được có dưa thịt đó ngày sườn mà cái xương sao quấn bởi vậy đem lên quấn không quấn 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 xong rồi nó ủa rồi sao mình bỏ cục thịt vô được hối hận bỏ cục thịt vô cắn giữa cục xương nhảy luôn chưa mày hối hận chưa còn ăn cơ đã ra miếng xói cho mắt luôn nè còn tay luôn mở mắt ra mở mắt ra mở mắt ra câu hỏi hỏi chăng thì mấy cục cũng vô chết luôn á chuyện như cục vàng vậy không sao còn chiến đồ cay rồi, cay rồi. Rồi còn chiến nữa không chui không sao làm tiếp ngon quá vậy là hai cũng chưa ăn cơm gì nữa tên á tôi dễ nhàng nói nhìn tôi luôn á cái này mềm nữa con gân nha gạo 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 ngon mới là ngon là nhờ dừa xiêm nữa. Cái giống dừa hả anh em thấy dừa nó ngọt lắm nè nhà béo có mấy cây à có hai cây à nhưng mà tái nó không có bự có nghĩa là nhỏ à cái đó là ra mua ra tộng hay là nó lạc vô cái giống nó lạc vô mấy tái kia bị lai nữa hả ừ
Dừa xiêm da lục. Xiêm da lục. Xiêm da lục. Còn đa số mình trồng là dừa xiêm xanh. Xiêm xanh gì xiêm xiêm lùng đít đầu. Hồi lúc trước mình chưa có cắm á, mỗi lần cái bị nước mặn á. Cái xuống cái bắt đầu nước ngọt vô cái nó gượng gượng lại cái tới nước mặn nữa. Mà giờ lúc gầy chắc hết sợ rồi. Để giờ có cắm rồi cái nha. Tất cả các loại cây luôn, bưởi dừa rồi này kia rồi á, cái đều vậy á. Bị nước mặn cái nó xuống cây cái bắt đầu nước ngọt lại cái bắt đầu nó gượng 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 lên cái bị nước mặn đập nữa. Bưởi nhà em á là nó chết khoảng 80% luôn á. Còn 10 cây là chết 8 cây, còn 2 cây mà 2 cây nghèo ụt nó không được ngon. Đã tuốt nước mặn này trừ vô con bưởi chết quét ta rồi, vậy còn dừa không à. Nước mặn năm 2019 á. Nó xâm nhập sâu quá, cây chết quá rồi. Xin đi xin nước xài luôn. Có rất nhiều chủ vườn bưởi mà kêu treo lâm cũng ngại treo bằng nước lại chở nước lại rất là nhiều. Tưới cũng không thấm đâu á ha, do nó nằm như nó bị nhiễm vô không khí luôn á ha. Nó lên cái hơi nước á. Nắng hạn gặp mưa gạo thôi. Như mát mát bẻ miếng, nó thấm đi không có tờ. Cái nó thấm vô bờ đó, nó heo rừng mương nó vô bờ, nó thấm lên bờ cái bắt đầu cái xong từ mưa xuống cái nó bị xì phèn. Năm trước là bên phải tốn tiền mua nước ngọt thì cho mấy đứa nhóc nhau tắm á. Lúc đầu mà mua còn có nước nha, lúc sau mua không có nước luôn. Ở chợ có mấy anh chị cho nước từ thiện á, phải sáng là chở một thùng 20 lít. Cứ ngày nào cũng chở một thùng 20 lít về tắm hai đứa nhóc. Chứ nước mặn đó. Còn pin á thì gì cũng như là nấu nước cho mấy đứa nhóc tắm, tắm rồi thào tắm rồi pin phải tắm lại bằng nước đó đó. Chứ không có nước ngọt mà đâu cho đủ hết trơn. Nước thường thường xà lan người ta chở cát phải không? Con này là xà lan là cho chở nước ngọt ở miệt tên lên về. Đúng rồi. Vì tắm nước mặn xong mới xối nước ngọt lên nữa. Rồi người ta đổi cho mình. Tắm nhẹ lại thì giống như cái cảnh hôm bữa ba mình với chú Năm đi á. Đem thêm mấy chai nước ngọt á, tắm sơ lại cái chứ mấy nó kích chịu nổi. Chai nước ngọt 5 thị tắm 2 lần. Thì đó. Rồi bên cải nó sướng, ngon quá. Ngon. Chơi cục này nữa đi, cục nữa thôi nha, không ăn nữa là đừng ép nha. Không ăn tước luôn á. Có một tí ngũ vị hương nữa làm nó đậm đà đi. Mùi thơm dữ. Cái hương cứ ngát ra con nhà nổi. Nhấp 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 nhấp. Yeah, lớn dân. Tại có gì lại chấm nữa, chấm chấm nước chấm 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 gì chấm chị vô ra chấm cái giòi mà chị á, chấm cái đùi mà cô bên này để vô ra không được, chấm chấm hoài à. Leo. Ôi trái, trái. Chỉa luôn trái, nè. Trái nè. Chỉa luôn nè. Trời ơi, nhảy nhảy. Tính cái mông này bà cò đá vậy thì cũng hơi bị mặn á. Sườn chà bá. Ở còn ba cục bên hai, người cục bên hai. Cho xong luôn hả? Nãy cho anh xé luôn. Nãy anh hai nói không ăn cục nữa. Này bốn cục nó đếm ba cục lần này hai cục nè. Thôi đó. Giá văng ra lại luôn. Mà cái này đúng nó bụng hay nha. Tốt gao. Vừa bánh nổi nửa cái bánh nổi hai tới vô leo hai tới cà. Cây cải. À. Cả hai cục nổi tuổi cô béo á. Con cục mình cho bá luôn. Cũng vậy. Đi chiêu. Quay chén. Thế nào không? Có gì chúc em điện lại. Cho Kha biết từ chiêu quay chén không? Quay chén hả? À, quay chén áo dài này con. Vậy kìa. Ginh 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 ginh. Mình cũng quay ké.
cái chảo đó mà đói bụng hay là ăn nửa tô cơm hơn luôn á. Tụng vô dễ gì bỏ mà cái chảo nó hơi bị sập. Nè con quay xong nha vậy nè, học ra được kinh nghiệm của anh hai là trước khi mình xào thịt xong rồi ra dầu mình sẽ chắc bỏ cái dầu đó. Đúng đúng, rồi đó mình mới ăn sườn quá đã. Cũng tại Vin đi tính đi qua thôi, gửi cho hai em nó mà đi ngang thấy miếng sườn có không sang dịp không mình làm luôn chỗ hoành tán luôn cả nha. Ngon thiệt. Đúng quá. Cả nhà thấy thì thấy cái cổ cái mẹt của anh em mình là cả nhà thấy tới bến rồi đó. Anh em mình quyết sạch. Rồi để đây đi. Mình bye bye cả nhà, cái này mình kẹp cái gọng dao rồi mình dứt ngay rồi. Bye bye, tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.